À, mình xin chào mọi người. Thì đáng lý ra theo cái tiến trình thì hôm nay mình sẽ tiếp tục một cái bài trong cái chương trình tiếng Anh giao tiếp. Nhưng mà sở dĩ mình làm cái chuyên đề hôm nay là bởi vì á hiện nay thì các bạn học sinh đã rất là nóng lòng muốn đi học trở lại, và theo dự kiến thì các cái kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 và kỳ thi đại học thì sẽ vẫn không có dời lịch, cho nên là mình cảm thấy là các bạn rất là cần cái sự hỗ trợ trong giai đoạn này. Còn chỉ gần khoảng 3 tháng nữa thôi là các bạn thi rồi, mà cái kỳ thi lớp 12 này á thì nó tích hợp luôn cả thi tốt nghiệp và thi dùng để xét điểm, để xét điểm đại học cao đẳng luôn, cho nên nó sẽ là một kỳ thi rất là quan trọng. Đề thi chỉ khoảng thì 60 phút thôi mà đến 50 câu, tức là các bạn phải có một cái kỹ thuật làm bài, kỹ năng và cái kiến thức rất là vững chắc để mà có thể hoàn thành được bài thi thiệt là tốt. Thì bản thân mình, sở dĩ mình chia sẻ cái vấn đề này bởi vì hồi mà khi mà mình đi học từ cấp 2, cấp 3 thì mình có những cái kinh nghiệm thi cử trong các cái kỳ thi như là thi học sinh giỏi tỉnh nè, và thi đại học thì có một cái kỳ thi đặc biệt gây ấn tượng với mình và là một cái kỳ thi mà đối với mình là khó nhất trong tất cả các kỳ thi mà mình từng được tham gia. Đó là kỳ thi Olympic 30 tháng 4 được tổ chức tại trường chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kỳ thi mà cái sân chơi này dành tổ chức ra dành cho các trường chuyên nằm ở các cái tỉnh là từ Thanh Hóa, Nghệ An đổ vào, có nghĩa là tất cả cho đến Cà Mau luôn, tất cả các tỉnh miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Thì nếu như trường phổ thông nào nếu như cảm thấy có năng lực và muốn cọ sát thì có thể đăng ký để thi. Và đối với kỳ thi này á thì thực sự là mình đã cố gắng thực sự rất nhiều, thì qua cái sự cố gắng đó bản thân mình sẽ tích lũy được từ cái kinh nghiệm làm bài cho đến cái kiến thức. Thì mình thấy những cái này rất là quan trọng cho các bạn học sinh. Ngoài cái kiến thức các bạn phải có thì kỹ thuật làm bài, kỹ năng làm bài là một điều rất là quan trọng. Bởi vì hầu hết các kỳ thi khi mình bước vào thì tâm lý là một phần, nó đã làm cho mình cảm thấy bị lo lắng thì ảnh hưởng đến kết quả của bài thi. Cho nên là mong các bạn hãy theo dõi thì là kỹ cái cách thức mà mình giải đề. Tại vì á, qua cái việc giải đề là các bạn học được nhanh nhất. Ngoài ra thì cái video này, các cái bạn hoặc anh chị nào á, mà mình muốn thi các cái chứng chỉ như TOEFL, IELTS hay là những cái chứng chỉ tiếng Anh khác thì mình nhất định cũng phải có kiến thức tiếng Anh ở mức nền tảng, tại vì đây là kiến thức phổ thông. Cho nên nó là một kiến thức hữu ích cần thiết cho mọi người, kể cả những bạn nào mà có ý định mà mình muốn học tiếng Anh giao tiếp thì đây vẫn là những cái kiến thức rất là cơ bản, không không có phải kiến thức nâng cao, và nó rất là cần thiết cho cái việc nói tiếng Anh của mình. Giống như trong bài đầu tiên mình có nói á, mình nói tiếng Anh để rõ ràng trong cái diễn đạt ý thì mình phải có cấu trúc. Bên cạnh từ vựng mình phải có cấu trúc và phát âm đúng. Kết hợp những cái điều đó lại thì mình sẽ có thể hoàn hoàn thiện được cái tiếng Anh và nói tiếng Anh một cách tự tin nhất. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Đây mọi người ha, đây là một cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, mã đề 401. Thì các cái đề người ta chỉ xáo trộn câu với nhau thôi, chứ còn nội dung thì giống nhau. Mọi người nhìn thấy bốn câu đầu tiên nè, rất là quen ha. Bốn câu đầu tiên này là mình đã có giải trong cái bài tập về dấu nhấn, thì hôm nay mình sẽ đi nhanh qua để xem là cái đáp án hôm bữa là mọi người đưa ra như thế nào nha. Câu 1 là về chọn dấu nhấn. A. Consist âm 2, B. Carry âm 1, C. Remove âm 2. Thì qua đây là mình đã thấy được đáp án là đáp án B rồi nè. Và D. Protect âm 2. Câu 2. Solution âm 2, Principal âm 1, Passenger âm 1. Như vậy đáp án phải là câu A là âm 2. Câu D là Continent âm 1 luôn. Rồi. Tiếp theo câu 3 là mình sẽ chọn từ có cái gạch chân khác với những từ còn lại. Đối với hai phần này, cái kinh nghiệm của mình là mình hãy chọn ra ba từ nào mà mình tự tin nhất, tuyệt đối mình đừng có đọc từ trái sang phải. Mình cứ nhìn từ nào mình chắc nhất thì mình đánh dấu vô, bởi vì rõ ràng mình chỉ cần biết ba câu chắc ăn thì cái câu thứ tư mình không cần đọc nữa. Nếu như mình biết ba câu chắc ăn rồi là mình ra đáp án rồi, để mình tiết kiệm thêm một chút thời gian.
Đó. Mọi người đọc tiếp câu 3 là touch, âm ớ, mình ghi âm ớ lên. Rồi, grout, âm au. Say grout, au luôn. Như vậy đáp án phải là A. Câu D là shout, au, au. Tiếp theo câu 4. Câu 4 này là đang muốn nói về cái vấn đề là thêm ed thì được phát âm như thế nào. Thì mình sẽ đọc từ câu A, combined, âm d, do kết thúc âm này là âm n. Câu B, traveled, kết thúc âm là âm l, cho nên mình đọc âm d. Câu C là behaved, kết thúc âm là âm v, nên đọc là d. Như vậy ba câu này đều đọc là d thì đáp án phải là câu câu d. Câu D sẽ đọc là practiced, âm s kết thúc thì trong phiên âm thì âm khi thêm ed sẽ là âm t ha. Câu D mình đọc là âm t, còn lại mình đọc là âm d, cho nên đáp án sẽ là câu D. Tiếp theo là phần bài này. Đối với phần bài này có nghĩa là mình chọn cái phương án đúng nhất cho câu hỏi đưa ra. Thì vào dạng bài này các bạn đừng bao giờ đọc đọc cái tiêu đề, ý là đọc cái câu hỏi trước. Đừng đọc đề bài trước mà mình phải đọc đáp án trước. Bởi vì khi mình đọc đáp án là trong đầu mình đã hình dung được à mình phải xử lý như thế nào đối với cái vấn đề này. À, cái này nó muốn kiểm tra mình về cái gì? Câu bị động hay là các loại từ, hay là dạng từ nối, hay là bất kỳ cái gì. Tí nữa mình giải thì mình sẽ thấy rõ được cái điểm đó. Sau khi mình đọc xong mình hãy quay lại cái câu, cái đề bài của mình, tức là cái những cái câu mà người, cái câu tiêu đề, cái đề bài này. Bởi vì nếu không thì mọi người sẽ đọc đề bài rồi đọc đáp án rồi sẽ lại quên đề bài rồi lại đọc lại đề bài, nó mất thời gian hơn. Bây giờ nha, mình làm thử cho mọi người coi. Câu 5, câu A, good job. À, làm tốt lắm. Câu B, that's all, thanks. Đó là tất cả, cảm ơn. Câu C, with pleasure, với cái sự vinh hạnh. Câu D, you're welcome, là không có gì. Rồi, và bây giờ mình sẽ đọc đáp án là a shop assistant is talking with a customer, là một cái người bán hàng trong cái tiệm đồ nói với khách hàng là do you need anything else? Bạn có cần thêm gì nữa không? Thì người khách này trả lời là that's all, thanks. À, đó là tất cả rồi đó. Cảm ơn. À, rõ ràng khi mình đọc vô cái câu của cái người hỏi, cái người shop assistant này, là mình bắt đầu hình dung được cái phần câu trả lời nó là gì rồi. Thì mình chỉ cần đọc lại câu trả lời một cách nhanh nữa thôi là mình sẽ ra ngay ngay cái đáp án của mình. Tiếp theo câu 6. Mình sẽ đọc. A, you are exactly right. Bạn hoàn toàn đúng. Bạn đúng chính xác rồi đó. Câu B, that's what I think. Đó là những cái gì mà tôi nghĩ á. Câu C, there's no doubt about it. Không có gì nghi ngờ về nó nữa. Câu D, I don't think so. Tôi không có nghĩ như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đọc nè. Anne and Peter are talking about housework. Anne và Peter đang nói về công việc nhà. Anne thì nói rằng I think children should be paid for doing the housework. Là tôi nghĩ rằng những cái đứa trẻ trong nhà mình á thì nó nên được trả tiền cho cái việc làm công việc nhà. Thì cái người Peter này nói như thế nào? It's their duty in the family. Đó là cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của nó trong gia đình. Thì ở đây mình thấy rõ ràng là Peter không có đồng ý với cái việc mà sẽ trả tiền cho con cái của mình khi làm việc nhà. Cho nên cái đáp án sẽ là I don't think so. Tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì đó là trách nhiệm, là cái nhiệm vụ của nó trong gia đình ha. Đó. Tiếp theo cái phần này là mình sẽ chọn cái từ nào đồng nghĩa với cái phần được gạch chân bôi đậm này. Thì mình lại tiếp tục đọc đáp án trước. Record là gợi nhớ, đã gợi nhớ, được gợi nhớ. Released là đã được thả ra, được phóng thích ra. Câu D là revised, là được ôn tập lại. Câu D là caught, là bắt lại. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc cái câu người ta cho nè. These photos brought back many sweet memories of our trip to Hà Nội last year. Những cái bức ảnh này, brought back là có cứ bring back, mang lại. Many sweet memories, những cái kỷ niệm ngọt ngào về chuyến đi của chúng tôi đến Hà Nội vào năm ngoái. Thì ở đây mang lại những kỷ niệm ngọt ngào có nghĩa là nó gợi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào ha. Cho nên đáp án là record, câu A. Câu 8, mình đọc đáp án trước nào. Denied là đã từ chối. Discussed, đã thảo luận.
Câu C protected đã bảo vệ. Câu D admitted là đã thừa nhận. Rồi. At first, John said that he hadn't broken the vase, but later he accepted it. Đầu tiên là John nói rằng anh ấy không có làm bể cái lọ hoa. Nhưng mà sau đó anh ấy đã chấp nhận nó, có nghĩa là anh ấy đã thừa nhận nó, thừa nhận việc làm bể lọ hoa. Thì đáp án sẽ là câu D, thừa nhận. Rồi, tiếp theo. Cái phần bài tiếp theo này cũng là mình chọn cái từ nào có từ nào đối nghĩa, có nghĩa là có nghĩa đối lập với cái từ được đặt trên. Mọi người nhìn thấy chữ opposite, người ta đã viết hoa lên đây. Mình phải nhớ đọc đề bài cho thật kỹ trước khi mình làm, không thôi mình sẽ bị lộn. Mình gấp quá là mình sẽ bị nhầm. Ở trên này nè, có chữ closest in meaning, có nghĩa là sát nhất với ý nghĩa, là giống nghĩa nhất. Còn cái này là opposite in meaning, có nghĩa là đối nghĩa. Mình sẽ đọc loving là yêu mến, dishonest là không có trung thực, healthy là khỏe mạnh, còn hateful là có cái tính chất ghét bỏ. Rồi, children brought up in a caring environment tend to grow more sympathetic towards others. Có nghĩa là những đứa trẻ mà nó được nuôi nấng trong một cái môi trường caring, tức là được quan tâm, thì tend to grow có xu hướng sẽ phát triển nhiều cái sự thông cảm đến những người khác hơn. Thì ở đây caring, một cái môi trường có sự quan tâm, thì trái nghĩa với nó là hateful, tức là bị ghét bỏ ha. Còn loving thì nó là đồng nghĩa là được yêu thương, được quan tâm. Tiếp theo, câu 10 nè. Câu A, take no notice of, tức là không có chú ý về, không có cái sự chú ý về cái gì đó. Câu B là have no feeling for, không có cái cảm giác, cảm xúc về cái gì đó. Câu C, show respect for, tức là thể hiện cái sự kính trọng cho điều gì đó. Câu D là pay attention to, pay attention tức là mình chú ý tới cái điều gì đó. Rồi, vậy thì câu người ta cho là gì? It's quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street. Là nó thì hoàn toàn disappointing, thật sự là thất vọng, rằng là một vài người vẫn turn a blind eye. Blind là mù, eye là mắt, tức là mắt mù, chuyển sang chế độ mắt mù, kiểu như là họ kiểu như không muốn nhìn thấy, họ làm ngơ. Mình gọi được là gọi là làm ngơ, coi như không thấy những cái hành động injustice, không công bằng hay là bất công mà họ chứng kiến được trên đường. Ở đây có nghĩa là họ muốn không có nhìn thấy, thì nó trái nghĩa sẽ là chú ý. Pay attention to tức là mình chú ý, còn cái kia là mình làm ngơ, là đối nghĩa. Tiếp theo câu 11 này thì mình sẽ chọn cái đáp án nào là nó phù hợp nhất với cái dấu gạch, với ô trống ở đây. Thì mình sẽ coi nè. A, be warned, being warned là được cảnh báo, nhưng chia ở dạng verb. B, warning là cảnh báo, đang cảnh báo. C, to be warned là cũng dạng bị động, là được cảnh báo nhưng mà dạng to be. Nó khác với câu A là being. Như vậy thì để tí nữa mình xem câu trên coi nó cần cái đáp án nào. Câu D là to warn, tức là cảnh báo, để cảnh báo. Rồi, bây giờ mình đọc đáp án nè. Mình đọc cái câu cho nè. As they remembered, 3 chấm, about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide. Thì khi, bởi vì họ nhớ lại cái việc mà đã được cảnh báo về sự nguy hiểm khi bị lạc ở trong rừng, getting lost in the forest, lạc ở trong rừng, thì những cái du khách này đã theo sát cái người hướng dẫn tour, người hướng dẫn viên. Đó, thì ở đây tại sao mình lại chọn câu A, trong khi đó câu C này cũng là được cảnh báo. Câu B và câu D thì mình loại bỏ ha, không đúng về ý nghĩa, bởi vì những cái du khách này họ được cảnh báo. Bởi vì đây mình nhìn thấy chữ remember. Remember, các bạn nhớ lại rằng remember sau đó nếu dạng động từ sẽ có hai dạng. Một, remember verb in, là nhớ việc đã xảy ra. Hai là remember to verb, là nhớ để làm gì đó. Thì ở đây mọi người thấy là những cái du khách này là họ đã được cảnh báo trước rồi đúng không? Trước khi mà họ đi vào rừng. Thì ở đây là những cái du khách này họ nhớ về việc đã được cảnh báo, nhớ một việc đã xảy ra, cho nên họ phải chọn, nên là mình phải chọn đáp án A là remembered being warned. Đó.
Tiếp theo câu 12. Mình kiểm tra coi. Câu A là has status. Has status tức là đã kiểm tra. Câu B is status là được kiểm tra, hiện tại đơn. Câu C testing, verb in. Câu D tested, quá khứ đơn, đã kiểm tra. Và câu người ta cho là once. 3 chấm. For viruses, the software can be installed in the school computer system for use. Ngay khi 3 chấm virus thì cái phần mềm này có thể được cài đặt vào hệ thống máy tính của trường để sử dụng. Có nghĩa là ngay khi mà được kiểm tra virus đó, thì phần mềm nó được cài đặt. Đó. Ngay khi mà được kiểm tra, mọi người thấy không? Cái máy tính này, hệ thống máy tính được kiểm tra chứ bản thân nó không thể tự kiểm tra, cho nên nó phải là bị động. Ngay khi mà được kiểm tra thì đây. Đây thì câu D này nè là nó, mọi người bây giờ mình sẽ loại trừ nè, câu A và câu C là không không có đúng, tại vì cái này là nó phải mang cái tính chất bị động mới đúng ha mọi người ha. Còn câu D này nè, tested là nó là một cái dạng rút gọn của dạng bị động, là được kiểm tra. Đó, thì cái câu này đơn thuần là mình thấy người ta rút gọn, người ta đã bỏ đi chủ ngữ luôn. Once is status, nếu mình chọn câu B thì nó không có cái chủ ngữ nào, cho nên là mình loại bỏ luôn cái phần động từ to be, mình chỉ để lại cái V3 của nó thôi. Đây là những cái dạng gọi là phân từ bị động của nó. Rồi câu 13, discuss, thảo luận, were discussing, đang thảo luận, quá khứ tiếp diễn. Say discussed là quá khứ đơn, đã thảo luận, are discussing là hiện tại tiếp diễn, đang thảo luận. Thì the teacher entered the room while the students had planned for excursion, tức là giáo viên vào phòng trong khi những học sinh này nó đang thảo luận về cái chuyến đi chơi. Mình thấy không? Chữ while này nè là nó nối cái hành động đang xảy ra trong quá khứ. Đang xảy ra thì một cái hành động khác xảy đến. Hành động đang xảy ra là các bạn học sinh này đang thảo luận. Còn hành động khác xảy đến là giáo viên vào phòng. Và tất cả các hành động này là nó, hành động nào diễn ra gọi là đang xảy ra thì mình chia quá khứ tiếp diễn, hành động nào mà chờ xảy đến mình chia quá khứ đơn. Đơn thuần, chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi, bây giờ câu 14. Rồi, mình có những cái giới từ, mình phải chọn giới từ ha. With, at, for, to. Thì bây giờ mình sẽ đọc câu người ta cho. His choice of future career is quite similar mine. Tức là cái lựa chọn về sự nghiệp tương lai của anh ấy thì khá là giống với tôi. Quite similar. Similar to là giống với cái gì đó. My, tức là my là nó mình được hiểu là giống như là chữ my future career. Đây người ta dùng chữ my này để thay thế. Câu 15. A popularity, danh từ. Popular, câu B, tính từ. Popularized, động từ. Popularly là trạng từ. Rồi bây giờ mình sẽ xem nè. Tức là người ta muốn mình là mình phải biết là điền cái loại từ gì vào câu này cho đúng. Thì đối với mình là một cái điểm ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, đó chính là mình phải biết dùng loại từ gì. Là danh từ, động từ, chính tính từ hay là trạng từ cho nó đúng cái câu nói. Bắt buộc học tiếng Anh thì mình phải biết cái điều này mọi người ha. Nếu như không thì mình không thể nào mà nâng cao cái trình độ tiếng Anh của mình được. Thì đây, with his good sense of humor, Martin is quite, 3 chấm, with the students. Với cái tính hài hước thì của anh ấy thì Martin khá là gọi là được biết đến nhiều với học sinh của anh ấy, phổ nổi tiếng với học sinh của anh ấy. Thì ở đây is là động từ to be, quite là trạng từ bổ nghĩa, khá là thì mình phải chọn tính từ khá là nổi tiếng hoặc được biết đến nhiều, chữ popular này là tính từ ha. Bởi vì nó thể hiện cái tính chất của cái việc này là Martin này thì gọi là được biết đến nhiều hoặc là phổ biến, nổi tiếng, sau động từ to be nữa, cho nên là mình phải dùng đúng cái dạng của nó, phải là giới từ. Tiếp theo, because of, although,
therefore và despite. Mình thấy nè, because of, bởi vì, therefore, do đó, although, mặc dù, despite cũng mặc dù. Vậy thì mình chọn câu nào? Đây được gọi là mình chọn từ nối. The residents of the village are living a happy life. Ba chấm. They lack modern facilities. Tức là những cái cư dân của ngôi làng thì họ sống một cuộc sống hạnh phúc. Ba chấm. Họ thiếu những cái cơ sở vật chất hiện đại. Thì mình thấy sao? Tức là mặc dù họ thiếu những cơ sở vật chất hiện đại nhưng mà họ vẫn sống cuộc sống hạnh phúc. Như vậy thì mình phải chọn câu B hoặc là câu D. Tuy nhiên ở đây mình thấy they lack modern facilities. Đây là một mệnh đề hay là một câu, nó có chủ ngữ they lack động từ và tân ngữ modern facility. Đây là một cái câu đầy đủ cho nên được gọi là một mệnh đề. Thì mình phải chọn although để nối chứ mình không có chọn despite. Câu 17 nè. Achieve, đạt được. Show, thể hiện. Attract là thu hút hoặc là reach, đạt đến. Đây, thì mình sẽ chọn là, có nghĩa là câu này họ muốn kiểm tra về từ vựng của mình, từ mới. Action films with big stars tend to, ba chấm, great public attention. Tức là những bộ phim hành động với ngôi, những cái ngôi sao lớn trong phim á, thì nó có xu hướng là ba chấm, cái sự chú ý lớn từ cộng đồng. Ở đây có nghĩa là thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng. Những cái bộ phim đó sẽ thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Cho nên là attract có nghĩa là thu hút, lôi cuốn. Câu 18. An, a, the và không có. Thì ở đây gọi là mình chọn mạo từ ha. Thì mình thử xem câu người ta cho cái gì. This is ba chấm most beautiful song I have ever listened to. Đây là ba chấm cái bài hát hay nhất mà tôi từng được nghe. Ở đây người ta muốn kiểm tra mình về cái kiến thức và so sánh nhất. Thì chỉ cần so sánh nhất đối với tính từ dài thì phải là the most beautiful. Cho nên mình sẽ chọn câu C ha. Câu 19. Arresting. Arresting có nghĩa là bắt lại hoặc là ngăn chặn. Catching cũng là bắt, nhưng mà cái catching này nó khác. Là catching này là ví dụ như mình bắt xe, bắt tàu hoặc là mình bắt cái con gì đó. Còn arresting thường dùng ví dụ như là bắt người, ví dụ như cảnh sát bắt người. Còn seizing có nghĩa là chộp mà heo chộp. Còn grasping là túm lại, tóm á mọi người, tóm lại, túm lại á. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cái câu. The scientists are working on a drug capable of the spread of cancerous cells. Các cái nhà khoa học này họ đang nghiên cứu về một cái loại thuốc mà nó có khả năng ba chấm sự lan rộng của các tế bào ung thư. Ha. Cancerous là ung thư, cells là tế bào ung thư. Thì ở đây có nghĩa là họ nghiên cứu về một cái loại thuốc mà có thể ngăn chặn được sự lan rộng của tế bào ung thư. Cho nên đáp án của nó sẽ là arresting, ngăn chặn. Là câu A mọi người ha. Câu 20. Upon their first meeting. Câu 20 khá hay nè, mọi người chú ý nè. Vào cái cuộc hẹn gặp đầu tiên của họ. Cô B, before he first met her. Trước khi mà anh ấy gặp cô ấy lần đầu tiên. Câu C, prior to their first meeting. Có nghĩa là trước khi cái cuộc gặp đầu tiên của họ. Câu D, as soon as he missed her. Ngay sau khi mà anh ấy gặp cô ấy. Thì câu của người ta cho là này. The little boy took an instant liking to his babysitter. Ba chấm. Thì cái cậu con trai á, nhỏ á, thì took an instant liking. Instant liking, liking là thích. Thích liền luôn. Instant, thích ngay lập tức. Có là đã thích ngay lập tức. Cái người trông trẻ đó, babysitter, giống như mình gọi là vú em đó, người trông trẻ đó. Thì người trông trẻ như thế nào? Hai cái đáp án có thể là nằm trong cái khả năng lựa chọn, đó là câu A. Upon, vào. Upon tức là vào, ngay lúc. Vào lúc hoặc là vào cái cuộc gặp đầu tiên của họ. Hay là câu D, as soon as he missed her. Ngay sau khi anh ấy gặp cô ấy, tức là cậu bé gặp cái người trông trẻ đó. Mọi người thấy hai cái này ý nghĩa thì đều giống nhau, nhưng tại sao mình lại chọn câu A chứ không phải là câu D? Bởi vì lý do này rất là mình phải để ý nhiều. Mọi người thấy không, the little boy này took này là động từ quá khứ đơn, tức là hành động này đã xảy ra rồi.
mà đã xảy ra rồi thì mình nhìn câu D nè. Câu D ở đây là nó có chữ meets là hiện tại đơn. Như vậy thì khi đặt vào câu này sẽ không hợp lý. Không thể nào mà có câu hiện tại đơn như thế này kết hợp với câu quá khứ đơn như vậy. Cho nên về mặt ý nghĩa, đúng nhất cả về mặt hình thức nữa, thì mình phải chọn câu A là vào cái cuộc gặp đầu tiên của họ. Nhưng mà câu D không đúng, bởi vì cái thì chia của câu này không đúng. Ý nghĩa thì đúng, nhưng thì chia không đúng. Câu 21 nè. A, responsible, có trách nhiệm. Câu B, sociable, là hòa đồng. Câu C, believable, là đáng tin cậy. Câu D, suitable, là hợp. Hợp á mọi người, hợp á, phù hợp á. Rồi, it's time he acted it like an. Đã đến lúc mà anh ấy phải cư xử, hành động như là một, ba chấm. Adult and stop blaming others for his wrongdoings. Adult là cái người trưởng thành, người lớn, và ngừng khiển trách, trách cứ người khác về những cái việc làm sai của anh ấy. Có nghĩa là anh ấy đã đến lúc anh ấy phải hành động như là một cái người có trách nhiệm, người lớn có trách nhiệm. Chứ không phải là người lớn hòa đồng, người lớn phù hợp hay là người lớn đáng tin. Người lớn có trách nhiệm, responsible adult. Ok. Câu tiếp theo. A, could have gone. B, will go. C, could go. D, went. Ở đây tức là người ta muốn kiểm tra mình về việc chia thì hoặc là một cái điểm ngữ pháp nào đó. Rồi, we ba chấm, on a field trip if the weather is fine this weekend. Chúng ta ba chấm, một cái chuyến đi chơi về ở những cánh đồng á, ở trên cánh đồng á, nếu như thời tiết tốt vào cuối tuần này. Có nghĩa là mình thấy là vào cuối tuần này, giống như các bạn này đang thảo luận về việc là sẽ đi chơi cuối tuần. Có nghĩa là việc này nó chưa xảy ra. Việc này nó chưa xảy ra. Thì các bạn này sẽ nói là à, chúng ta sẽ đi chơi nếu như thời tiết tốt cuối tuần này. Cho nên là câu này khá dễ, mình chọn ngay được đáp án B, tại vì ba câu kia nó đều có tính chất quá khứ thì nó đều không đúng. Chỉ câu B là tính chất là tương lai đơn. Mọi người ha. Câu 23. Rồi, cái câu 23 này của mình á, thì bây giờ mình sẽ dịch cái đáp án trước nè. Đầu tiên là apply. Apply thì mình đã biết là nó có ví dụ như là mình ứng dụng, áp dụng hoặc là nộp đơn. B, attack là mình đính, mình gắn hoặc là mình đính kèm. Câu C, assign tức là mình bổ nhiệm. Còn câu D là adhere tức là mình bám chặt vào cái gì đó. Thì cái câu người ta đưa ra là gì? One recipe for success is to stay focused and. Một cái phương thức, công thức của sự thành công là mình phải tập trung. Và ba chấm, yourself to whatever you do. Ở đây nó có yourself to whatever you do. Thì mình thấy rằng đối với cái đáp án A của mình á, thì nó là nó có một cái dạng là apply oneself to something. Tức là apply yourself to something, tức là giữ vững và quyết tâm. Quyết tâm cái bản thân mình với những cái việc gì mà mình làm. Đó, cho nên là cái đáp án của mình ở đây sẽ là đáp án A. Apply yourself to whatever you do. Tức là mình phải giữ vững quyết tâm bản thân mình vào những cái gì mình làm. Đó là apply, đặt bản thân mình vào những cái gì mình làm. Đó, cho nên đây sẽ là đáp án. Rồi, mọi người nhìn thấy ở đây có chữ one recipe nè. Recipe trong bài đầu tiên mình có nói đến cái phần mà những cái chữ mà hay bị phát âm sai á, là có chữ recipe, mình không đọc reply ha. One recipe for success is to stay focused and ba chấm yourself to whatever you do. Một cái phương pháp hoặc cái công thức của sự thành công là stay focused, tức là mình phải giữ vững sự tập trung và ba chấm bản thân mình vào những bất kỳ cái điều gì mà mình làm. Có nghĩa là mình phải giữ vững được bản thân mình trong bất kỳ điều gì mà mình làm, giữ vững lập trường và kiên định. Ý là như vậy, cho nên đáp án sẽ là câu D, giữ vững bản thân mình. 24. Work, tour, job, career. Rồi, là công việc nè, việc nhà nè. Câu C là việc làm. Và câu D là gì? Sự nghiệp mọi người ha. Cái job và cái career rất là khác nhau. Câu C đó là job, là một cái công việc, nhưng cái D là career, là cái sự nghiệp. Rồi, người ta cho là it's not my ba chấm to tell you how to run your life, but I think you should settle down and have a family.
thì ở đây. Nó không phải là cái gì đó của tôi khi mà phải nói với bạn là làm cách nào để mà vận hành cái cuộc sống của bạn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bạn nên là gọi là ổn định đi và có gia đình đi ha. Thì ở đây là it's not my job, nó không phải là cái chuyện của tôi, nó không phải là cái việc của tôi. Cái việc của tôi ha. Còn cái career là sự nghiệp là không đúng, chore là công việc nhà là không đúng, work là công việc cũng không đúng. Cái này là không có phải việc, không phải chuyện của tôi ha. Thì ở đây trong cái phần này thì mình sẽ nói về những cái mình sẽ chừa ra cái phần mà bài đọc để mà mình tách vô phần sau. Còn mình sẽ giải hết tất cả những cái phần khác trước ha. Đây, tiếp theo mình sẽ đi đến cái câu 43. Đối với riêng từ những cái câu này có nghĩa là mình chọn một cái câu nó cùng ý nghĩa với cái câu người ta cho. Thì đi riêng đối với dạng này mình sẽ làm ngược lại, có nghĩa là mình sẽ đọc cái câu tiêu đề trước chứ mình không có đọc cái câu đáp án trước, bởi vì đáp án nó rất là nhiều, khi mọi người đọc xong nó sẽ quên. Mình đọc câu tiêu đề trước như thế này. Peter moved abroad for a fresh start. He regrets this now. Tức là Peter đã chuyển ra nước ngoài để có một cái khởi đầu mới. Và bây giờ thì anh ấy hối tiếc. Vậy thì đáp án là câu A, if only Peter had moved abroad for a fresh start. If only là gì? Là tôi ước, là bằng I wish, tức là tôi ước Peter chuyển ra nước ngoài cho một cái khởi đầu mới. Cái này nó không liên quan gì đến việc mình ước hết ha. Rồi, câu tiếp theo là câu B, Peter wishes he hadn't moved abroad for a fresh start. Tức là Peter ước rằng, Peter ước anh ấy đã không chuyển ra nước ngoài cho một cái khởi đầu mới. Câu này đáp án đúng, tại vì bây giờ Peter hối hận rồi. Thì bây giờ Peter mới ước rằng anh ấy đã không chuyển ra nước ngoài. Đây là câu ước của loại 3 mọi người ha. Ước trong quá khứ, ước về một cái việc đã xảy ra trong quá khứ. Bởi vì Peter đã chuyển đi nước ngoài rồi thì việc này là đã xảy ra rồi. Mình thử xem câu C thêm nè. If Peter moved abroad for a fresh start, he could regret it. Nếu Peter chuyển ra nước ngoài cho một khởi đầu mới, anh ấy sẽ hối tiếc. Peter chuyển rồi chứ không phải là mình nói nếu nữa. Peter đã chuyển đi rồi. Câu D là Peter regrets not having moved abroad for a fresh start. Tức là Peter hối tiếc rằng đã không chuyển đi nước ngoài để có một cái khởi đầu mới. Thì câu này nó bị ngược nghĩa với câu trên mọi người ha. Ngược nghĩa. Peter đã hối tiếc vì đã không đi. Không, vì Peter đã đi rồi. Tiếp theo. Câu 44. Smartphones are becoming reasonably priced. New applications make them more appealing. Smartphone tức là điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh đang ngày càng trở nên là có giá cả hợp lý. Và new applications tức là những cái ứng dụng mới, make them more appealing, làm cho nó trở nên thu hút hơn, hấp dẫn hơn. Thì mình sẽ đọc cái đáp án. A, appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced. Tức là điện thoại thông minh á, thì mặc dù nó hấp dẫn với những cái ứng dụng mới, nhưng mà nó đang ngày càng trở nên là cái giá cả nó ít phải chăng hơn, ít hợp lý hơn. Nhưng mà nó bị đối nghĩa với câu trên rồi. Tại vì câu trên là điện thoại thông minh vừa có ứng dụng hấp dẫn mà vừa có giá cả phải chăng. Còn ở đây người ta nói là less affordably priced, có nghĩa là nó ít hợp lý, giá cả ít hợp lý hơn, tức là giá mắc. Rồi câu B, whatever new application smartphone have, they are becoming more appealing with reasonable prices. Riêng đối với câu 44 này thì mình thấy các bạn phải đọc kỹ một chút xíu ha. Để mình dịch nghĩa chính xác, mình phải dịch được chính xác cái nghĩa của nó thì mình mới có thể làm đúng được nha. Tại vì nó cũng hơi dài á. Cho dù là bất kỳ cái ứng dụng nào mà điện thoại thông minh có được thì nó cũng đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối... À, nó cũng đang ngày càng trở nên hấp dẫn với cái giá cả phải chăng. Ở đây là cái câu này nó sẽ hơi khó hiểu về nghĩa một chút xíu. Tức là ở đây là nó cho dù bất kỳ cái ứng dụng nào mà điện thoại thông minh có được. Tức là không quan trọng là cái ứng dụng, mà chỉ quan trọng là nó ngày càng trở nên hấp dẫn bởi vì cái giá cả. Ý của câu này là chỉ cần cái giá cả nó ngày càng càng hợp lý là nó sẽ hấp dẫn, chứ không cần là quan trọng là cái ứng dụng của nó như thế nào. Nhưng mà cái ý nghĩa câu gốc nó không có phải như vậy. Bởi vì cái ý nghĩa câu gốc của nó là phải là cả hai cái điều kiện đó, cả ứng dụng và cả cái giá cả phải chăng, thì mới làm cho điện thoại thông minh trở nên hấp dẫn được.
Và câu D là gì? Not only the smartphone are smartphones becoming more affordable, but with new application, they are also more appealing. Đây, mọi người nhìn thấy cái cấu trúc này. Not only, but also. Chữ but also này nó hơi, nó viết tách riêng nhau ra nhưng mà không có thành vấn đề mọi người ha. Thì ở đây là không những điện thoại thông minh trở nên ngày càng hợp lý mà nó có những cái, với những cái ứng dụng mới nó còn thu hút hơn. Đó, không những mà còn, có nghĩa là nó đề cập đến cả hai phương diện của điện thoại thông minh luôn. Thì đó, câu D là đáp án đúng. Tiếp theo câu 45. It was wrong of you to criticize your son in front of his friends. Là đó là cái lỗi sai của bạn khi mà bạn chỉ trích con trai của mình trước mặt bạn bè của nó. Tức là bạn trước mặt bạn bè của con trai mình đó. Thì câu A là you shouldn't have criticized your son in front of his friends. Đáng lẽ ra là bạn không nên chỉ trích con trai của bạn trước mặt bạn bè của nó. Ở đây cái cấu trúc này mọi người phải thật sự để ý là shouldn't have criticized là đáng lẽ ra là không nên. Câu B là gì? You must have criticized là đáng lẽ ra là bạn phải chỉ trích, thì nó bị sai ý nghĩa. Câu D là you might have criticized là đáng lẽ ra là bạn không thể, cũng không đúng nghĩa. Câu D là you could have criticized là đáng lẽ ra bạn có thể, không phải ý nghĩa luôn, đáng lẽ ra là bạn không nên. Tại vì đây là người ta nói là it's wrong of you. Bạn đã sai rồi. Tiếp theo là mấy câu cuối cùng ha. My father likes reading newspaper more than watching TV. Ba tôi thích đọc báo hơn là xem TV. Đây, mình sẽ chọn một cái cấu trúc nào tương ứng nhất. My father doesn't like watching TV as much as reading newspaper. Ba tôi không thích xem TV như là đọc báo. Bởi vì đọc báo mình thích hơn xem TV, cho nên mình không thích xem TV như là đọc báo. Là đúng. Câu B, my father likes watching TV more than reading newspaper. Là câu này nó bị ngược nghĩa, thích xem TV hơn là đọc báo. Mà trong khi đó đúng là ba tôi thích đọc báo hơn xem TV. Câu C, my father doesn't like reading newspaper as much as watching TV. Ba tôi không thích đọc báo như là xem TV. Cũng bị sai nghĩa luôn ha. Ba tôi thích đọc báo mà. Câu D, my father likes watching TV as much as reading newspaper. Tức là ba tôi thích đọc báo ngang với xem TV, nhưng mà không phải, thích đọc báo hơn xem TV thì mới đúng. Nên câu A mọi người. Câu 47 nè, câu 47 có cái câu nói này mọi người nhớ không nè? How long have you lived here, Lucy? Trong cái bài chào hỏi và tạm biệt hôm bữa mình có nói đến một cái cấu trúc để chào hỏi là how long have you been here? Tức là bạn đã ở đây bao lâu rồi? Bạn đã sống đây bao lâu rồi? Đây là chuyên đề câu trực tiếp gián tiếp hoặc là câu tường thuật. Các bạn để ý thì khi câu tường thuật này nó là một câu hỏi thì mình nhìn thấy là mình có thể loại trừ đáp án ngay lập tức bằng cách này. Mình thấy đây là cái trong cái dấu ngoặc kép này là thì hiện tại hoàn thành thì nhất định khi chuyển thì dán thì xuống trong cái phần mà câu gián tiếp phải là thì quá khứ hoàn thành. Như vậy thì mình sẽ loại được câu A bởi vì đây là quá khứ đơn. Mình loại được câu C luôn vì quá khứ đơn. Còn câu B là gì? Mình thấy có cấu trúc là had, leave, had, leave. Đều đã có cứ hoàn thành. Vậy thì bây giờ mình phân tích câu C và câu D xem đáp án nào đúng nha mọi người. Bây giờ mình có nói một chút xíu nè. Ví dụ như bây giờ người A hỏi người B rằng bạn bao nhiêu tuổi, thì lúc đó là người A hỏi người B là một câu hỏi. Nhưng nếu một người C nào đó nói rằng, tường thuật lại rằng à cái người A hỏi tuổi người B á, có cái người A đó nó hỏi tuổi người B, cái người A hỏi người B bao nhiêu tuổi, thì cái người C này đâu có hỏi ai đâu. Người C này không đang hỏi một câu hỏi mà đơn thuần chỉ là người C này tường thuật lại lời nói của người A thôi, chứ không phải là người đó đang đặt một câu hỏi cho ai khác trả lời. Chính vì lý do đó, cái câu mà mình bỏ ra ngoài ngoặc không phải là một câu hỏi. Và khi không phải là một câu hỏi thì mình không có đưa trợ động từ lên trước chủ từ như câu D này. Đã, câu D này là nó đang thiết lập một câu hỏi mất rồi. Như vậy đáp án nó sẽ là câu B. Còn câu ba câu cuối cùng sẽ là mình lựa chọn cái đáp án nó có cái gạch chân, cái đáp án nào là nó là cái đáp án sai. Ha. Cái phần này rất là hay bởi vì á, nếu như kiến thức của mình vững chắc á, thì mình nhìn sơ qua mình sẽ thấy ngay được đáp án. Nó rất là dễ và mình có thể gọi là mình tin tưởng vào cái đáp án của mình lựa chọn. Bây giờ mình sẽ thử làm cho mọi người nè. Đối với cái phần này thì mình cứ đọc từ trái sang phải ha. Mình phải đọc và dịch câu thì mình mới biết được đáp án. At the beginning of the ceremony, there was a respectable 1 minute silence in remembrance of the victims of the earthquake. Tức là vào cái phần mở đầu của
cái buổi, một cái lễ kỷ niệm, vào cái phần mở đầu của lễ kỷ niệm này thì có một cái one minute silence, là một phút mặc niệm á, mình hay nói là một phút im lặng á, respectable. À, mình sẽ để ý cái đáp án này. À, in remembrance of là trong cái việc tưởng nhớ the victim, những nạn nhân of the earthquake, của vụ động đất. Thì mình phân tích nè, the ceremony không có gì hết, tại vì nó là buổi lễ, cold day earthquake cũng không có gì hết, là trận động đất. In remembrance thì là trong cái việc tưởng nhớ, trong sự tưởng nhớ, đúng dạng. Như vậy câu B này sai, tại vì sao? Mọi người để ý nè, cái respectable là tính từ của chữ respect, là động từ, có nghĩa là động từ tôn trọng, tôn kính. Thì cái tính từ này á, nó có nghĩa là đáng để tôn trọng, đáng được tôn kính, hoặc là đứng đắn, ý nghĩa của chữ respectable. Tuy nhiên, nó lại còn có một cái giới từ khác nữa, respectful. Respectful, FUL mọi người ha, respectful có nghĩa là mang tính chất tôn kính, chứ không phải là đáng tôn kính. Tức là mình sẽ có một cái phút im lặng mang tính chất tôn kính, chứ không phải là một cái phút im lặng, một cái phút mặc niệm đáng tôn kính, thường đáng tôn kính. Hay có người mình nói là ví dụ như là, à, cái vị lãnh đạo này rất là đáng tôn kính, hoặc là cái người này rất là đáng được kính trọng, thì mình dùng respectable. Còn ở đây mình chỉ dùng với cái ý nghĩa là có tính chất tôn kính ha, respectful, nên đáp án là câu B. Tiếp theo, my mother gets up usually early to prepare breakfast for the whole family. Mẹ của tôi nè, thường dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Ở đây mình thấy câu A sai ngay, tại sao? Đây là thể hiện tại đơn, có sử dụng trạng từ tần suất usually. Khi trạng từ tần suất này được dùng, bắt buộc nó phải đứng trước động từ là get up. Nói chung là nó sẽ đứng ngay sau chủ từ luôn, my mother usually gets up. Mình đưa chữ usually này lên trước chữ guess. My mother usually gets up là đúng ha. Câu cuối cùng, the money raised in the appeal will use to help those in need in remote areas, là cái số tiền raised được quyên góp in the appeal, trong cái buổi kêu gọi á, sẽ sử dụng câu B để giúp đỡ những cái người mà cần thiết ở những cái khu vực xa, tức là những cái khu vực xa xôi mà họ đang cần tiền á, và họ cần thiết giúp đỡ, thì mình sẽ dùng số tiền này để mà mình giúp đỡ. Thì ở đây mình thấy câu B sai, là tại sao nè? Cái số tiền mà được quyên góp này nó phải được sử dụng, mình phải sử dụng câu bị động will be used, thêm ed vào đây và thêm be vào đây, nó phải sẽ được sử dụng chứ nó không phải là sẽ sử dụng, bởi vì số tiền này nó đâu có tự sử dụng được, nó phải được dùng. Và đó là cái phần, tất cả những cái phần ngoại trừ phần đọc hiểu, tại vì phần đọc hiểu thì để làm được thì mình sẽ phải dịch bài và nó mất nhiều thời gian, nên là mình sẽ dùng cho phần sau. Thì mình rất rất là hy vọng những bạn học sinh có thể là theo dõi kỹ cái phần bài này,